cả tất cả các bạn nha. Trước mắt là cái máy giặt, máy sấy dính liền đó các bạn, combo đó các bạn. Nhưng mà combo là combo cái thân thôi, chứ còn lồng giặt và lồng sấy là tách rời nha các bạn. Loại này là giặt 15 kg, sấy 15 kg luôn các bạn. Giặt 15, sấy 15. Bây giờ mình khám nghiệm nó một cái nha. Ở đây là cái phần giặt nè các bạn, cái nắp mở lên được như đây ha. Ở đây nó có cái cục gù ở bên dưới, chứ nó không có cái cây giống như mấy cái máy giặt các bạn hay thấy, nó có chiếm chỗ. Mình cần coi tính năng là gì, cái này trên web em có đăng đó, mình giờ mình coi cái đó nó sẽ rõ hơn. Anh giờ mở hình ra cũng rõ, không thấy được. Anh thấy nó lạ, anh nghiên cứu chứ. Anh cần rõ thương hiệu trên tiền máy nhưng mà là tự động sẽ có. Cái giá này là giá cuối cho em. Giá cuối hả? Giá cuối. Cái này là của Awa mà sản xuất ở đâu ta? Awa là sao? Sản xuất xứ Mexico phải không? Hiệu Mape chứ không phải là Awa. Còn trên đây là cái phần sấy. Cái phần này cho phần giặt nè. Giặt mạnh, giặt trắng, giặt đồ màu. Bulky Extra Dedicated là tăng cường tinh xảo. Express Warp là giặt nhanh. Extra Spin là sấy, thêm sấy. Nút khởi động, chọn lựa. Giặt ngâm, giặt vắt, xả tràn. Temperature, hot, cold, warm, cold, automatic, wash spring, wash lever. Là mực nước đó các bạn, cái này là mực nước, còn này nhiệt độ để dành sấy ha. Tức là cái bảng điều khiển này dành chung cho cả máy giặt lẫn máy sấy ha. Bên đây là phần dryer nè, dryer là phần sấy các bạn, 100 phút, nhỏ xuống từ từ các bạn ha. Rồi cái này chống nhăn nè, đúng không, thêm tức là thổi không khí vô, thêm nóng nhiều thì đi qua đây các bạn ha, nóng ít ở đây khô trào. Như vậy là cái nhiệt độ này dành cho bên máy giặt, nguyên cái ô này cho máy giặt, nước nóng, nhiệt độ nước ha, các cái tính năng giặt giũ bên này. Còn đi xích qua đây là cái tính năng sấy ở bên này bạn ha, nó tích hợp chung trên một cái bảng điều khiển nhưng mà hai phần riêng biệt nha các bạn. Hiệu là hiệu Mape ha. Rồi giá của nó là 49.900.000, coi như là 50 triệu các bạn. Xuất xứ ở Mexico nha các bạn. Kích thước là 680, 765 và 1m90. Và mở cửa nha. Đây cái lồng sấy bên trên các bạn, ở trên cao. Đây. Đây là cái lưới lọc các bạn, cái lưới lọc lọc bụi đó, nó nằm dưới đây, chúng ta kéo cái này lên. Còn đây bên trong cái lồng sấy, cái hơi nóng nó thổi ra giống như máy Electrolux các bạn, nguyên cái bánh hơi nó thổi ra các bạn ha. Trong cái lồng máy